gà thải có độc tố từ Trung Cộng đang tràn ngập Việt Nam. Thừa cơ hội Tết âm lịch sắp tới, các chuyến vận tải lậu thịt gà thải có độc tố từ Trung Cộng đang ngày đêm chuyển vào trong nước, đe dọa sức khỏe của hàng triệu người trong dịp lễ này. Tin tức dồn dập các nỗi lo, mới đây thì Cục Thú y Hà Nội đã lấy 5 mẫu thịt gà thải, loại thải để kiểm tra dư lượng của các chất kháng sinh và hóa chất cấm có thể tồn tại. Kết quả cho thấy là 100% số mẫu đều tồn dư chất sulfadiazin, một loại kháng sinh với mức cao gấp 5 đến 20 lần mức cho phép. Tin này làm cho nhiều gia đình kinh hoàng vì không biết phải làm sao để phân biệt gà bình thường với gà thải. Theo phân tích thì loại độc tố này có thể làm đột biến gen của con người, làm cho sự phát triển của cơ thể có thể đột biến nguy hiểm khó lường. Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm cho biết là dư lượng kháng sinh chloramphenicol thú nhận rằng nếu cơ thể hấp thụ nhiều kháng sinh có thể tác động lên gen và gây tổn thương cho gen, trở thành biến gen. Nhân vật này cảnh báo và khuyên người tiêu dùng tốt nhất là không nên dùng những loại gà này. Điều đáng sợ là mới đây, người ta lại phát hiện loạt siêu thị lớn hàng đầu ở Việt Nam là hệ thống Big C đã bí mật nhập cảng loại gà này để bán. Nguyên nhân chính cũng là vì hám lợi. Một điều tra khác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết là cuối năm 2012 đã có khoảng 8 triệu con gà thải được nhập lậu từ Trung Cộng vào Việt Nam. Đặc biệt, gà thải nhập lậu sang Việt Nam lại là gà không thể dùng được nữa, quá nguy hiểm và cần buộc phải tiêu hủy hoặc là chôn lấp. Ngoài việc nguy hiểm cho sức khỏe của người Việt, việc Trung Cộng âm thầm chuyển lậu gà thải vào Việt Nam đang bóp chết ngành chăn nuôi trong nước vì giá gà thải quá rẻ.